Thưa quý khán giả, những năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đạt được những kết quả quan trọng, đã góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng phát triển. Tại Tây Ninh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy đã triển khai và duy trì thực hiện việc cấp ủy viên cấp tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ đảng bộ cơ sở thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách theo dõi. Điều này không chỉ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm triển khai các chỉ thị nghị quyết của đảng có hiệu quả, mà còn góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tức là mình xuống mình nắm được cái địa bàn ở dưới đơn vị mình hiện nay họ đang là khó khăn gì, đang cần gì và đang lúng túng những cái việc gì mà triển khai không được. Mình nắm để mình họ có những cái đề xuất kiến nghị đó. Mình cũng ghi nhận thì mình hỗ trợ cho địa phương, và khi mà tham gia đó thì có nhiều cái nội dung mà mình có thông tin rồi mình gợi ý rồi mình chỉ đạo để anh em tập trung mình thực hiện. Thời gian qua, Ban thường vụ tỉnh ủy cũng đặc biệt quan tâm chỉ đạo rà soát, sắp xếp kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng đồng bộ thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị tại cơ sở, duy trì 100% ấp khu phố có chi bộ, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất toàn diện của đảng ở tất cả các địa bàn, lĩnh vực. 13 trên 13 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Các cấp ủy tổ chức đảng thực hiện nghiêm chỉ thị số 05 của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên và đề án 03 của tỉnh ủy về kéo giảm tình trạng đảng viên bị xóa tên và xin ra khỏi đảng trong đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, kéo giảm được 73,26% đảng viên bị xóa tên và xin ra khỏi đảng so với đề án. Ban hành chủ trương hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để đảng viên sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, đảng viên quân nhân xuất ngũ, đảng viên là công nhân các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Các cấp ủy trực thuộc quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng, chú trọng phát triển đảng viên tại xã biên giới, địa bàn ấp, khu phố, nơi còn ít hoặc chưa có đảng viên, khu vực có đông đồng bào tôn giáo dân tộc. Tôi thấy rằng là cái công tác mà phát triển đảng viên đó cũng phải hết sức là chú trọng, song hành cùng với công tác cán bộ đảng viên, quản lý đảng viên, thì cái công tác này đó cũng phải nên làm cho nó tốt. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, toàn tỉnh kết nạp được hơn 3.100 đảng viên, đạt 64,29% so với nghị quyết, tỷ lệ đảng viên so với dân số toàn tỉnh chiếm 3,24%. Một trong những đảng bộ thực hiện rất tốt công tác này, đó là Đảng bộ thành phố Tây Ninh. Tính từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, toàn đảng bộ thành phố đã kết nạp được 389 đảng viên mới, đạt tỷ lệ gần 78% so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Phấn đấu đến cuối năm 2023, thành phố vượt chỉ tiêu phát triển đảng của năm và gần đạt chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó thì ban tổ chức thành ủy cũng đã tham mưu cho ban thường vụ thành ủy các cái kế hoạch chuyên đề về công tác phát triển đảng viên. Thì trong đó là gồm có là kế hoạch chuyên đề phát triển đảng viên trong học sinh, phát triển đảng viên trong lực lượng giáo viên, chuyên đề về phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, và trong năm 2023 là cái kế hoạch chuyên đề về phát triển đảng viên trong khu dân cư. Ngoài ra, tỉnh cũng tiếp tục quan tâm củng cố và phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong nửa nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã thành lập được 8 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, kết nạp 63 đảng viên, đạt 63% chỉ tiêu kế hoạch. Những kết quả về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đã góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng phát triển ổn định.